Rồi, vừa rồi thì thầy đã chỉ xong cho các bạn cái phần phương pháp giải của cái dạng số 1. Đúng nhỉ? Chúng ta bắt đầu đi vào ví dụ minh họa số 1 nhé. Ví dụ số 1 này. Tác động đề, đây là một câu hỏi lý thuyết định tính. Lý thuyết định tính thì chủ yếu sẽ xét cho các bạn cái phần nhắc lại phần lý thuyết cơ bản mà phần thầy đã nói trong video bài giảng rồi. Và chúng ta cùng đọc nhé. Theo mẫu nguyên tử Bohr, trạng thái dừng của nguyên tử. Đáp án A có thể là trạng thái cơ bản hoặc trạng thái kích thích. Đáp án B là trạng thái mà các electron trong nguyên tử ngừng chuyển động. C chỉ là trạng thái kích thích. Và D chỉ là trạng thái cơ bản. Rồi, nếu như bạn nào đã theo dõi lý thuyết mà thầy giảng rồi thì bài tập này không còn là khó nữa. Nhưng nếu như không chú ý thì các bạn cần xem lại ngay. Là một, thứ hai, không chú ý thì nó sẽ 50-50. Rất là khó để trả lời các ví dụ này, đúng nhỉ? Thầy nhắc lại, trạng thái dừng của nguyên tử là những trạng thái có năng lượng hoàn toàn xác định của nguyên tử, đúng chưa? Và trạng thái dừng thì bao gồm trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích. Đó, những cái đó phải nhớ được. Như vậy thì nó có năng lượng hoàn toàn xác định thì có thể là trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích, đúng không ạ? Như vậy ta trả lời được ngay ví dụ một là đáp án A. Quá dễ, đúng không nhỉ? Lý thuyết mà, thầy nhắc lại thôi nhá. Đấy, nhớ thật kỹ cái này.